Trong các cái chuỗi video vừa rồi trên quá trình mà đăng lên ấy, chị có để lại cái comment bên dưới để mà hỏi tôi là bây giờ cái phòng thờ nhà em mà có cái mặt mà nó quay ra bên ngoài mà nhìn thấy các cái vật nhọn, hay là nhìn thấy các cái mũi nhọn, hay là nhìn thấy các cái thu xét hoặc cái thu lôi hoặc cái góc mái tôn của nhà hàng xóm nó tạo thành các cái hình sát như vậy thì có ảnh hưởng gì không? Thì thực tế thì các cái hình sát nó tạo thành ở đằng trước nó gọi là chu tước sát. Cái chu tước sát này thì khi mà ánh nắng mặt trời dọi vào có thể tạo ra phản quang. Cái phản quang này là đến từ tét nước, đến từ các vật nhọn, nó tạo ra các hình sát do các cái mái nó có hình góc nhọn, nó tạo thành cái hình hỏa sát. Thì những trường hợp như thế này thì anh chị có một cách là chúng ta có thể sử dụng, mà nếu như mà cái chỗ bức tường đấy nó mà cận thì chúng ta có thể sử dụng một cái gương bát quái gỗ đào lồi, chúng ta dán hoặc treo ở phần phía trước cửa để mà chống hay là để trấn lại cái hình sát này. Trường hợp thứ hai nữa, chúng ta có thể sử dụng một cái hồ lô hòa hợp hoặc là hồ lô trầm hương để chúng ta treo ở phần phía trước của cái phòng thờ để mà hóa giải những cái hình sát này. Bởi vì là một số trường hợp là chúng ta phải đặt cái tọa hướng, tức là do là cái tiểu cục của phòng thờ đó chúng ta phải đặt, chúng ta nên đặt cái bàn thờ quay theo hướng nhà thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng khi đặt hướng nhà thì là ngay cận nhà, do cách vài mét thôi là tự nhiên có một cái hình sát đằng trước nhọn mắt lên như thế này thì chúng ta cảm thấy lo lắng. Thì những trường hợp như thế thì chúng ta có thể sử dụng cây đằng trước. Nếu chị muốn trồng cây thì có thể thay trồng trúc hoặc là trồng cái cây la lý, đúng không ạ? Còn nếu như mà chúng ta có thể dùng vật phẩm phong thủy, dùng kèm nữa, chúng ta có thể sử dụng thêm một cái gương bát quái gỗ đào lồi hoặc là sử dụng hồ lô trầm hương để chúng ta treo vào cái cửa sổ hoặc là treo vào bên trong cái cửa mà nhìn trực tiếp ra cái hình sát đó để hóa giải.